Hai cha con chuẩn bị đi đâu? Hai cha con chuẩn bị đi chơi. À, làm xong rồi đây. Tâm lên Sapa hơi lạnh đó nha. Good. Check. Check, bro. Rồi, đi đi. Ủa? Ê, phải quỳ giống ba cơ. Okay. Đi đi cậu. Anh bắp bắp đó hả? Cái gì? Cái màu gì con? Năm ơi. Cái gì? Cái màu gì vậy? Cây. Cây màu xanh lá cây. Đó là cây thông không? Cây thông đúng rồi đó con. Cây thông cũng bút không? Cây thông bút đi. Đi. Xa gì? Sapa. 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 Con có thích không? Con có thích đi Sapa không? Có lạnh không? Đi đi, con dẫn đường nha. Trời mát mát nha. Cô, con ạ cô đi. Đây nè cô, đây nè, cô trước mặt con. À, cô bên này nè. Ạ cô. Ạ cô đi. Cô đây nè. Chú. Chú. Chú, con nói đi. Chú. Chú, nè nó nói đi. Rồi thôi bỏ nó đây đi. Thôi kêu nói chú đã. Con kêu chú đi. Chú. Kêu hả? Chú. Cho nó đây đi. Thôi Hùng Tâm ở đây nha. Kêu đã. Kêu đã. Đi. Chú. À. Kêu mà không có nhìn chú gì hết, kêu mà kỳ quá. Con gì? Con voi hả? Con voi màu gì? Con voi. Con có thích không? Ý có con gì đâu kia kìa, em. Con gì? Em ơi, con gì đâu kia kìa. Rồi, bye bye. Con đi ăn nhé.